Nhị ca, huynh muốn thành Phật à? Thành Phật thì có gì thú vị? Thà cứ sống tự do thoải mái như chúng ta còn hơn. Nào, lại đây, chúng ta uống rượu nào. Đúng, uống rượu đi. Ngồi xuống uống đi. Lần này Tam Đệ bắt được thầy trò Đường Tăng, đã lập được công lớn. Nào, chúng ta uống mừng Tam Đệ. Đưa rượu đây, cạn ly. Đại ca, Tam Đệ còn có được Khổng Tước công chúa, đúng là song hỷ lâm môn. Thật là có diễm phúc. Hãy thả ta ra. Yêu quái, ngươi định làm gì thế? Đại vương chúng ta nói da ngươi quá dày, sợ nấu không chín, nên bảo chúng ta ngâm ngươi vào thùng nước sôi trước cho mềm rồi mới nấu. Đi nào. Ngươi tưởng lão chư sợ ngâm nước hay sao? Còn già mồm à? Bay đâu, ném hắn vào. Đi thôi. Đi. Sư phụ. Ngộ Không, con ở đâu? Sư phụ nói khẽ thôi, con đang ở trên mũ của sư phụ. Sao sư phụ lại ở đây? Ngộ Không, thế còn Sa Tăng Bát Giới đâu? Sa Tăng bị trói ở đằng kia, còn Bát Giới bị khiêng đi rồi. Liệu Bát Giới có bị chúng khiêng đi ăn thịt không? Không, không ạ. Ngộ Không, con mau nghĩ cách cứu chúng ta đi. Sư phụ yên tâm, con cũng đang nghĩ cách. Sư phụ cứ đợi ở đây nhé, con đi đây. Ngộ Không. Ngộ Không. Trừ Ngộ Năng. Ai gọi tên ta thế? Ta đây. Ngươi là ai? Ta được Diêm Vương sai lên đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi là quỷ vô thường ư? Đúng thế. Nào, để ta xích ngươi lại đã. Khoan đã, ta là đồ đệ của Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh. Sao ngươi có thể bắt ta xuống địa ngục? Chính vì ý chí đi Tây Thiên lấy kinh của ngươi không kiên định, không sửa được tâm phàm, không thể đi lấy chân kinh, nên Diêm Vương mới sai ta bắt ngươi xuống, cho người khác đi thay. Vô Thường lão gia, ông đừng vội thế. Diêm Vương bắt ngươi phải chết vào canh 3, ta đâu dám để đến canh 5. Vô Thường lão gia, đại sư huynh Tôn Ngộ Không của ta là chỗ bạn bè lâu năm với Diêm Vương. Để ta nhờ huynh ấy xin với Diêm Vương ra thêm kỳ hạn cho ta, được không? Thế đại sư huynh của ngươi đang ở đâu? Đại sư huynh của ta ở đâu nhỉ? Chắc chắn huynh ấy sẽ đến cứu ta. Chúng ta cứ đợi huynh ấy. Không được, không được. Ngươi phải đi theo ta ngay. Vô Thường lão gia, tôi có ít bạc muốn biếu ông. Ngươi có bạc à? Đâu? Mau đưa ra đây. Tôi đang bị trói, không tiện lấy. Tôi để bạc trong bụng. Ở đâu? Đây rồi. Thằng ngốc này, ngươi giấu sư phụ, giấu vốn riêng phải không? Ngươi... ngươi thử nhìn xem ta là ai. Tên mật mã ôn chết tiệt, huynh đã không cứu, còn lừa tiền bạc của đệ. Giờ là lúc nào mà huynh còn đem đệ ra làm trò đùa? Đệ chỉ còn mỗi chỗ bạc ấy thôi, bị huynh lừa hết cả rồi. Thì ta đến để cứu đệ đây. Đừng hét lên nữa. Huynh cứu thì cứu đi, còn biến thành quỷ vô thường dọa đệ làm gì? Đệ còn la hét thì ta không cứu nữa đâu. Đại sư huynh, huynh mau cởi xích cho đệ đi. Tay chân đệ tê cứng hết rồi. Được, được. Đứng dậy đi Bát Giới.
Tôn Ngộ Không, người chạy đi đâu? Công chúa, mời dùng. Công chúa, ta mời nàng một ly. Công chúa, nàng sợ ta làm hại nàng sao? Nàng hãy nhìn xem. Công chúa, ta đối với nàng hết sức thật lòng. Đại vương, đại đại vương và nhị đại vương mời đại vương tới. Ta biết rồi. Công chúa, nàng hãy nghỉ ngơi đi. Ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Hãy chăm sóc công chúa cẩn thận. Vâng. Đi mau, đi mau. Đại vương nói thịt bát giới khó mềm, phải để dưới cùng. Không dễ mềm thì sao không lột ra, hấp sẽ nhanh hơn. Lột ra làm gì cho mất công, cho vào nồi ninh nhừ có phải dễ hơn không? Còn yêu quái này chẳng biết gì cả. Đại sư huynh nói gì thế? Đồ hấp bao giờ cũng chín từ trên xuống dưới. Hắn nói bát giới không dễ chín, đặt ở dưới. Như vậy chẳng phải không hiểu biết hay sao? Đúng. Đại ca, rốt cuộc là hấp ai trước đây? Đừng nghe lời nó, cứ hấp hắn trước đi. Các người hấp họ trước đi, ta dễ chín lắm. Bát giới, bát giới. Tiếp theo là tên nào? Tên này, khiêng tiếp đi. Ngộ Tĩnh, sư phụ cứ yên tâm, con không sao đâu. Sư phụ, Ngộ Tĩnh, sư phụ cứ yên tâm. Đến lượt hắn, cẩn thận một chút, đừng để hắn chạy mất. Nhanh lên. Đậy nắp vào. Sư phụ, làm thế nào bây giờ? Ngộ Không, Ngộ Không, sư phụ, làm thế nào bây giờ? Bác Hải Long Vương, ông rảnh rỗi quá nhỉ? Đại Thánh đến đấy à? Ngài vẫn khỏe chứ? Tôi có việc gấp cần đến ông đây. Ngài đừng sốt ruột, cứ ngồi xuống đã. Có gì từ từ nói. Tôi không dài dòng với ông được đâu. Sao thế? Sư phụ tôi đã bị yêu quái cho vào lồng hấp rồi. Có chuyện ấy ư? Ông mau chuyển ít khí lạnh vào lồng hấp để giữ mạng sống cho sư phụ tôi đi. Được, chúng ta đi luôn. Đi mau. Cẩn thận, kẻo họ lại bị lạnh quá.
Sa sư đệ. Sa sư đệ. Nhị sư huynh. Nhị sư huynh, sao tự nhiên lại mát thế nhỉ? Đúng thế, vừa rồi còn nóng không chịu nổi, sao giờ lại mát thế này? Chắc do lồng hấp bị hở nên nhiệt thoát ra ngoài. Không không, chắc do bọn đốt lửa thay ca nhau. Thôi, mặc kệ, hôm nay không chết là may rồi. Chúng ta thì ổn, nhưng sao sư phụ có thể chịu nổi? Hỏng rồi, chắc sư phụ bị hấp chín rồi. Sư phụ, sao không có động tĩnh gì thế? Sư phụ, chúng vẫn đang nói chuyện, chắc lửa không đủ to. Mau cho thêm củi vào đi.